Xin kính chào toàn thể tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Xin kính chúc tất cả các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Thì hôm nay là ngày nó có một chút thay đổi về thời tiết, cho nên sáng ngày hôm nay mình chia sẻ một chút xíu cái cảnh ở cái nơi sinh sống của mình. Đây là trên cái quốc lộ 27. Đây là cái bảng nó báo là kính chào các bạn đã đến với thành phố Buôn Thuật. Thì từ đây đến cái trung tâm của thành phố Buôn Thuật thì nó còn cách xa khoảng 11-12 km nữa các bạn ạ. Thì mình đang đi lên đây là lên trên cái dốc cầu Bà Dần, cũng là cái dốc cầu E Tiêu nha các bạn. Thì ngày hôm nay thời tiết nó có một chút xíu là đặc biệt hơn những ngày bình thường một chút xíu các bạn ạ. Vì ngày hôm nay là cái đợt lạnh, hầu như mình thấy là lạnh nhất trong năm nay đó các bạn ạ, so với ở đây á. Còn các tỉnh khác thì chắc có lẽ là có nhiều nơi còn lạnh hơn đây rất là nhiều. Thì hồi sáng ngày hôm nay mình coi cái nhiệt kế của dự báo thời tiết thì thời tiết hồi sáng nay thì nó chỉ có 16 độ thôi các bạn ạ. Khá là lạnh đó, so với thời tiết mình ở trên cao nguyên này là như thế này là cũng khá lạnh rồi. Nhưng mà có nhiều bạn còn chia sẻ trên mạng xã hội nó còn lạnh hơn nữa các bạn ạ. Mặc dù thời tiết lạnh như vậy đó, nhưng mà công việc hàng ngày thì chắc có lẽ ai cũng phải đi làm đúng không các bạn? Chắc các bạn cũng phải đi làm cũng giống như mình thôi. Nhưng mà trên đường đi thì mình cũng muốn chia sẻ về cái thời tiết nó thay đổi hoặc là mùa thay đổi. Mình cũng muốn chia sẻ ở cái nơi mình nó như thế nào cho các bạn xem, cho nó vui ha các bạn ha. Hiện tại thì mình đang đi ở đây là trên cái con đường Nguyễn Thái Bình, là xã Hòa Thắng của thành phố Buôn Ma Thuột các bạn ạ. Con đường này thì mình cũng đã từng chia sẻ rất là nhiều trên cái kênh YouTube của mình. Mình đi qua đây, con đường này thì nó rất là đẹp các bạn ạ. Ở bên phía tay trái màn hình của mình là cái chợ của xã mình nha các bạn. Đó là chợ xã Hòa Thắng đó. Con đường Nguyễn Thái Bình này thì nó dài khoảng 2 km thôi. Nó cũng so với một con đường mà ở nông thôn thì nó cũng khá là dài đó. Nhưng mà so với con đường của thành phố thì nó cũng bình thường thôi. Hàng ngày thì mình đi làm thì mình thường đi ngang qua những cái con đường này. Và mình cũng muốn chia sẻ cho tất cả các bạn xem cái khung cảnh quê hương của mình và những người anh em, bạn bè đã từng sống ở đây hoặc là đã từng đi xa rồi. Mình cũng muốn lưu lại một chút xíu gì gọi là kỷ niệm cho tất cả các bạn. Ở bên phía tay phải mình đó là cái trường Nguyễn Chí Thanh đó. Cái trường đó thì chắc có lẽ anh em đồng trang lứa và những thế hệ trước sau gì của mình chắc cũng có nhiều người ở Hòa Thắng này cũng đi học ở đó rất là nhiều rồi. Tới đây là cái ngã ba gọi là ngã ba sân bay nha các bạn. Cũng là cái ngã ba của cảng hàng không thành phố Buôn Ma Thuột đó. Hôm bữa trước mình có chia sẻ cái đường Đông Tây, đại lộ Đông Tây thì nó sẽ giao tới cái điểm này là điểm cuối cùng của xa lộ Đông Tây, đại lộ Đông Tây đó các bạn. Nhưng mà hiện tại thì con đường đó nó cũng chưa có dự án gì và cũng chưa làm xong. Nó chỉ là cái điểm kết của nó là ở đây thôi. Và tiếp tục là mình lại đi đến một con đường khác các bạn ạ. Con đường này thì nó cũng tầm 2 km. Nó là con đường Nguyễn Lương Bằng. Hai bên thì con đường của mình nó cũng rất là rộng. Mức sống dân cư ở đây thì sống cũng nhịp nhàng thôi. Tại vì cái tốc độ phát triển theo mình thấy khoảng mười mấy 20 năm gần đây thì tốc độ phát triển của người dân ở đây thì nó cũng không có mạnh lắm đâu các bạn ạ. Thực
thường ngày thì mình thấy cái nhiệt độ khoảng 22 độ, 20 độ là mình cũng đã thấy lạnh lắm rồi các bạn ạ. Nhưng mà ngày hôm nay 16 độ, các bạn thử tưởng tượng nó chênh lệch nhau cả 4 độ thì nó khá là lạnh đúng không các bạn? Xung quanh người dân ở Hòa Thắng mình á, làm cái kinh tế chính, các bạn có biết là làm cái gì không các bạn? Khoảng 10 năm trở lại đây là người dân của Hòa Thắng mình được thừa hưởng cái kỹ thuật mà của họ về phát triển cái ngành cây giống đó các bạn. Cho nên dân mình ở đây có cái nghề mà làm những cái cây giống. Cuộc sống ở đây thấy mình thấy cũng có vẻ nó cũng ổn định lắm các bạn. Ở dọc dọc bên đường mình, bên trái bên phải của mình đó là những cái shop mà họ bán cây giống đó các bạn, những cái vườn luôn. Các bạn mà ở những tỉnh khác lân cận gần Buôn Ma Thuột mình á, có thể tới đây mua những cái cây giống để về trồng tốt lắm các bạn ạ. Bình thường những cái người anh em mình ở những cái tỉnh mà lân cận đây á, cũng gửi mình mua cây giống. Đây là viện Ecomat này các bạn này, bên phía tay phải của mình nhé. Còn đi tới nữa đây là qua cái doanh trại quân đội rồi. Ở bên phía tay trái cái màn hình của mình nhé, bây giờ là những cái rừng cây các bạn ạ. Những cái rừng cây này thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thực sự ra mình đi làm ngày nào mình cũng đi qua cái con đường này hết á. Mà lúc nào mình mệt mỏi á, mình đi ngang qua những cái rừng này mình cảm thấy nó mát mẻ lắm, mà nó giống như là không khí nó sạch sẽ lắm. Các chị lao công cũng đang quét dọn hàng ngày đó các bạn ạ. Con đường này lá nó rơi rất là nhiều luôn. Bình thường mà mình đi qua cái hôm bữa là mùa thu đó, cứ mỗi cơn gió nó bay xuống một cái là con đường này coi như là nó ngập tràn cái lá vàng luôn. Trông nó tạo ra một cái hiệu ứng rất là đẹp luôn. Có một số bạn bè trên mạng xã hội của mình nhá, cũng đi về Buôn Ma Thuột chơi, rồi cũng kể là đi ngang qua cái rừng rừng đây gọi là cái rừng thông á. Bảo đi qua đây nó đẹp lắm, nó mát mẻ và đẹp, mà thực sự ra rất là đẹp đó các bạn. Theo những cái người mà họ ở nước ngoài đến, họ đánh giá cái con đường này là một trong những cái con đường mà đẹp nhất của Việt Nam luôn đó các bạn ạ. Và cũng có tên tuổi thứ hạng trên thế giới luôn đó các bạn. Rất là hân hạnh và vinh dự luôn đó. Dọc dọc đây thì toàn cây giống không à. Mà nói với các bạn, nói nhỏ với các bạn, trời lạnh quá, mình đi làm thì mình đi xe máy không à. Nên xe máy thì đi thì mình cứ đi người nó cũng phong phanh, tại vì mình cũng lạnh lắm. Thấy người dân ở đây đi cũng phong phanh cũng giống như mình. Tốc độ phát triển của dân cư ở phía ngoài đây thì nó tốt hơn ở bên Hòa Thắng nhiều hơn các bạn ạ. Bên phía tay trái màn hình, tay phải của mình là cái trường chính trị đó các bạn. Mức độ phát triển ở ngoài đây thì cuộc sống của họ thì nó phát triển mạnh hơn ở trong cái xã của mình các bạn ạ. Vì ở ngoài đây thì dân đi làm về đi làm công tác nhà nước nhiều hơn so với ở trong mình là làm nông nghiệp không ạ. Tới đây là ngã ba Hòa Bình các bạn ạ. Phía tay phải của mình là rẽ qua đó là về cái hướng Nha Trang đó các bạn. Còn đi thẳng thì sẽ tới thành phố Buôn Ma Thuột. Thì tới đây thì cách xa trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột thì khoảng cỡ chừng 7 km nữa thôi các bạn ạ. Clip của mình tới đây cũng xin kết thúc rồi các bạn ạ. Các bạn cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Và bây giờ xin chúc tất cả các bạn một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình và những người yêu thương. Các bạn xem kênh của mình nhớ like và subscribe, nhớ chia sẻ cho tất cả các bạn bè cùng xem nhé. Xin chào.